Chang'an UNIZ 2024 là mẫu xe SUV có thiết kế ấn tượng, nội thất sang trọng, tiêu thụ chỉ 1 lít 3 xăng cho 100 km. UNIZ 2024 sẽ lên kệ tại Trung Quốc ngay trong quý 1 này nhưng giá chưa được công bố. Theo các phương tiện truyền thông xứ sở tỷ dân, SUV hạng C này sẽ có giá từ 150.000 nhân dân tệ tương đương 488 triệu. UNIZ tuân theo ngôn ngữ thiết kế dọc và ngang của các mẫu xe UNI. Chang'an UNIZ 2024 sử dụng lưới tản nhiệt không viền và thiết kế dạng lưới để tăng hiệu ứng rộng thị giác cho phần đầu, đồng thời tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Cụm đèn pha LED với hình dạng luồng sắc nét ở bên thân xe mang kiểu dáng fastback phổ biến. Những đường gân dập nổi góc phần tạo nên điểm nhấn và tăng cường nét cá tính. Kích thước của SUV này lần lượt là dài 4.730mm, rộng 1.890mm, qua 1.680mm, chiều dài cơ sở 2.795mm. Đuôi xe với đèn hậu dạng xuyên thấu, đèn phanh tích hợp nơi cánh gió. Cản sau màu đen kết hợp cùng cụm ống xả kép đa giác bố trí đối xứng, giúp xe trông hầm hố hơn. Khoảng cabin của UNIZ với thiết kế không gian sang trọng và đậm chất công nghệ. Màn hình giải trí trung tâm dạng nổi siêu lớn, cùng với cách bố trí chức năng thông tin phân cấp giúp sự tương tác giữa con người và máy tính sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Bảng điều khiển trung tâm, bệ tỉ tay và ốp cửa đều được bọc da mềm rộng lớn. Về khả năng vận hành, Chang'an UNIZ sử dụng hệ thống plug-in hybrid mới với động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.5 lít kết hợp cùng động cơ điện. Cả hai sản sinh công suất tối đa 215 mã lực, mô men xoắn cực đại 330 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 1 lít 3 cho 100 km. Phạm vi hoạt động thuần điện là 125 km.